với ngà từ đây người đi người ở dạ sầu héo hon. Để chia tay với bà người chị thân thương đã đi xa, xin mời các ông bà hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Tình chia ly lén nhang thơm với vòng hoa tươi thắm, xin tiễn bà về nơi cuối tận trời xa. Để chia tay với bà người hội viên người cao tuổi đã đi xa, xin kính mời toàn thể hội hãy gửi tới bà lời chào bằng phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức và cháu con trong gia đình nhận. Đoàn Hải quân 76 hãy gửi tới bà lời chào bằng phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn Đoàn Hải quân 76 đồng ngũ Thanh Xuân ở quê huyện. Rồi từ ngày mai chúng tôi biết tìm đâu với bà nằm đó là ba thức đất sâu âm thầm lạnh lẽo. Thưa bà, trước lúc bà đi xa, ban liên lạc trường sĩ quan lục quân 1 xin gửi tới bà những nén nhang. Gia đình các bác vào thắp hương làm lễ. Cả đông chợt cháu con đôi hàng đồi ngoài chứa chan nhẹ nhàng tấm an tài ôm xác thân lạnh lẽo đất đồng quê sẽ đón gọi bà về. Để chia tay với người thân thương đã đi xa, xin kính mời các gia đình hãy dành phút tưởng niệm và lời chào tạm biệt. Đỏ nơi đây để anh em cháu con rơi lệ. Được mời các chị ra bàn trà xin hương. Khép lại một ngày đời ai cũng phải một lần tiễn đưa, lén nhang thơm những tấm lòng thân thương chiều mến, xin tiễn bà về với non nước ngàn thu. Các chị xin kính mời bà mời chị ra bàn trà. Mẹ làng quê lòng thanh thản bước chân vào cõi nhớ, mặc trần gian ai khóc ai thương. Để chia tay với bà, xin kính mời các đồng chí hội đồng ngũ hải quân tháng 10 năm 76 hãy từ bắt đầu. Con phải biết lo tròn chữ hiếu phận lòng cháu, phải biết kính trọng ông bà. Được tin bà đã đi xa, cháu học sinh 14 xin gửi tới bà những nén nhang thơm cùng lời chào vĩnh biệt. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút thiêng liêng của buổi tiễn đưa màu trắng không có chủ đai này, ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn các anh đã nặng tình nặng nghĩa không quản ngại đường xa xa xôi về trước linh sàng thờ bà để gửi tới bà những nén nhang thơm cùng lời chào vĩnh biệt. Xin cảm ơn và xin được mời các anh đến từ công ty Silic ra bàn trà xin nước. Để chia tay với bà, xin mời toàn thể gia đình đến từ Bạch Đằng hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Đi màu trắng này, ban tổ chức và cháu con trong gia đình nhà Hiếu xin cảm ơn gia đình ông bà đến từ đoàn lập. Xin kính mời các ông bà ra bàn trà xin nước tiền cực lạc. Thưa bà, trước lúc chia xa này, nhà trường trung học phổ thông xã Khởi Nghĩa xin về đứng trước linh sàng thờ bà, xin gửi tới bà những nén nhang thơm và một vòng hoa tươi thắm. Ban tổ chức tang và gia đình xin cảm ơn những
anh em cháu con biết tìm đâu, nơi bác nằm đó là ba thân đất sâu âm thầm lạnh lẽo, một khoảng không gian hoang vắng tiêu điều, bốn bề nồi cỏ xanh gì, một lâm mộ lạnh lùng màn xương bạc. Thưa bác, trước lúc bác đi xa, các em là lạch ngàn trăm xin gửi tới bác những nén nhang thơm cùng lời chào vĩnh biệt. Ban tổ chức và cháu con trong gia đình xin cảm ơn các cô. Đường điện bắt đầu. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn. Kể từ ngày hai nhà kết bạn lớn với đã nguyện rằng có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chia. Được tin bà đã đi xa, gia đình bà Vin cùng các con cháu xin gửi tới bà những nén nhang thơm và lời chào vĩnh biệt. Phút tưởng niệm bắt đầu. Một nén nhang thơm, một tấm lòng thân thương thành kính, cháu con tiến bà về nơi cuối tận trời xa. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn và xin được mời anh Thùy ra bàn trà sôi nước để gia đình được đón tiếp. Người mẹ hiền tôn kính trước lúc đi xa, ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn và xin được mời các em đến từ Tây Hưng ra bàn trà sôi nước. Nén nhang trước được thay thế bằng những nén nhang sau, bởi nỗi đau này không phải của riêng ai. Gia đình và ban tổ chức lễ tang xin cảm ơn bác. Đã qua rồi những tháng ngày binh đao khói lửa, đã qua rồi những năm tháng khó khăn. Đất nước quê hương nhà đã ngày ngày thay ra đổi thịt, những con đường đầy đội năm xưa đã mát rượi dưới bàn chân người. Chỉ tiếc rằng từ ngày mai quê hương phú cơ nhà sẽ trở nên vắng vẻ, bởi vắng bóng bà hôm sớm vào ra. Vĩnh biệt, phút tưởng niệm bắt đầu. Giả tâm thành cung kính lễ, trăm năm xa cách lặng tình nhớ thương, nén nhang thơm với tấm lòng thân thương hiếu thảo xin tiến bà về với non nước ngàn năm. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn tôn kính người đồng chí, người anh em đã đi xa. Xin mời hai bác hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Thanh bên cạnh tổ tiên bà sẽ yên nghỉ đời đời, để chia tay và tiến đưa bà người thân thương về trên đã đi xa. Xin kính mời các anh hãy dành cho bà lời chào bằng phút tưởng niệm bắt đầu. Thảo xin ghi lòng tạc giả, buồn vui hôm sớm bên nhau, phúc kia chia lửa, hỏa này chia đôi. Được tin bác được người mẹ đã thanh thản đi xa, đức linh sàng thờ bác, tập thể lớp 12A5 xin cung kính gửi tới bác người mẹ thân thương những nén nhang thơm cùng lời chào vĩnh biệt. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ngà từ đây nhớ bà nhiều năm tháng năm vơi đầy, nén nhang thơm với tấm lòng thân thương hiếu thảo xin tiến mẹ về với non nước ngàn năm. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn. Trang cõi nhớ hư vô, nén nhang thơm với tình thương nỗi nhớ, cháu con dương trần xin cung kính hiến dâng. Trong giờ phút biệt ly màu trắng này, ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn chị và xin được kính mời chị ra bàn trà xây nước. Mặc trần gian ai khóc ai thương, để chia tay và tiến đưa người tổ mẫu thân thương đã thanh thản đi xa. Xin mời các cháu hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Tối lửa tắt
đèn là đê, nén nhang thơm với tấm lòng thân thương thành kính xin tiến bà về nơi cuối tận trời xa. Phút tưởng niệm bắt đầu.
đất gầy sao vẫn nặng im. 68 năm mẹ tôi còn đầy vất vả, sao đỡ đoàn đầy đã vội phải chia đi. Nhà cao cửa rộng mở chi, mẹ đi để lại nỗi sầu mênh mang. Mẹ hiền ơi, một tiếng giấm rền đêm mùa đông đã lạnh, để chúng con tan lát quãi lòng. Tay nắm tay nhau mà nhìn mẹ mỏi mòn đã từ nơi trần thế, lòng nghẹt ngào không nói được một câu. Ôi thâm tình mẫu tử, từ đây xin chia cách, mẹ đã đem về nơi cõi nhớ vô. Ở nơi đó hồn mẹ đang bay phảng phất, có biết chăng chúng con khóc tiễn đưa. Rồi từ chiều nay chúng con biết tìm đâu, khi mẹ đã về dưới lòng sâu đất lành, ba thước đất dày sẽ hóa chặt hai cõi âm dương. Mẹ hiền ơi, ngôi nhà này một nắng hai sương, đôi bàn tay của mẹ gây dựng, cùng chúng con có mặt ở nơi đây là của mẹ. Sao mẹ không ở lại mở đỡ vội đi xa, để từ đây chúng con mải mê đi tìm mẹ giữa cõi hồng trần, để ngôi nhà này từ hôm nay sẽ trở nên vắng vẻ bởi vắng bóng mẹ hiền hôm sớm vào xa. Bạn đó còn đây, chúng con xin chờ mẹ về từ nơi cõi nhớ. 40 năm trường có lẽ kể từ ngày cha con lên đường đánh giặc, mẹ vừa là mẹ vừa là cha, đã dẫn chúng con đi trên khắp nẻo đường đời, chân vấp ngã không hề kêu đau đớn. Và những tháng năm dài còn lại, học gọi cha con về dưới cái giá lạnh mùa đông. Mẹ ơi, lưu luyến thay cuộc đời đầy ngắn ngủi, đến chưa ấm chỗ đã rời chân đi. Hồn vách về đâu hình hài còn đó, trên linh sàng hương thơm đến đỏ, an tỏa hắc hiu khói trầm lên nghi ngút, trông thấy mẹ ngày cứ một vời xa. Trước linh sàng thờ mẹ và hình ảnh thân hương, các con của mẹ xin dập đầu và kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia quyến. Bà Vũ Thị Nành sinh năm 1939, sinh chú quán thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Qua thời gian lâm bệnh, bà đã được gia đình, anh em, con cháu tận tình chăm sóc, cứu chữa. Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, bà không qua được, đã tạ thế từ trần. Hồi 23 giờ 5 phút ngày 8 tháng 12 năm 2007, tức ngày 29 tháng 10 năm Đinh Hợi, bà hưởng thọ 68 tuổi. Một tin đau buồn đến với gia quyến và nhân dân thôn nhà, gia đình mất đi một người mẹ, người bà. Sau khi bà qua đời, ban tổ chức lễ tang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quyết Tiến cùng chính quyền thôn Phúc Cơ được thành lập. Danh sách ban tang lễ gồm: 1. Ông Vũ Bá Cựa, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Quyết Tiến làm trưởng ban. 2. Ông Đoàn Hồng Bình, trưởng thôn làm phó ban. 3. Ông Phạm Quang Yên, phó thôn làm ủy viên. 4. Bà Chu Thị Tám, chi hội phó chi hội người cao tuổi làm ủy viên. 5. Bà Mai Thị Bọc, chi hội trưởng phụ nữ thôn làm ủy viên. 6. Ông Mai Hồng Phong, đại diện trưởng tộc làm ủy viên. 7. Anh Mai Văn Tuấn, đại diện gia đình làm ủy viên. Sau khi bà qua đời, đã có các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng họ hàng, anh em, thân bằng, cố hữu, nội ngoại, gần xa, nhân dân trong xóm ngoài làng đã đến thăm hỏi, động viên, dâng hương, cúng viếng hương hồn bà, chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia quyến. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2007, ban tổ chức lễ tang cùng gia đình làm lễ truy điệu và tiễn đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng. Về dự lễ tang hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội người cao tuổi xã Quyết Tiến,
đoàn đại biểu đại diện cho chi ủy, ban chỉ huy thôn cơ, đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội nơi anh em, con cháu của bà đang công tác và sinh hoạt, lễ tang và tiễn đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, chân thành cảm ơn các quý ông, quý bà cùng toàn thể anh em bạn bè xa gần. Để tiếp theo chương trình, tôi trân trọng và kính mời ông Vũ Bá Cựa, trưởng ban tang lễ lên đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Vong linh và vũ thị ngày, thưa quý vị đại biểu, đại diện đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể xã Đức Tiến, kính thưa các cụ cao niên và toàn thể cán bộ nhân dân thôn Phúc Cơ, thưa quý vị tân quý khách gần xa, bạn bè thân bằng cố hữu, cùng quý vị đại biểu đại diện các cơ quan đoàn thể, nhà trường đơn vị, nơi các con các cháu cụ ở và làm việc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em nội ngoại đôi bên, cùng các gia đình thông gia và toàn thể gia quyến và vũ thị ngày, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đức Tiến nhận được tin đau buồn đã đến với toàn thể gia đình anh Mai Văn Tuấn, có người mẹ là bà Vũ Thị Ngày vô cùng kính yêu, đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Trái tim bà đã ngừng đập vào hồi 23:05 ngày 8/12/2007, tức ngày 29/10/2007. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể lễ tang, thay mặt ban tang lễ, tôi xin đọc tóm tắt trường sử của bà Vũ Thị Ngày, hội viên hội người cao tuổi Việt Nam xã Đức Tiến và không còn nữa. Bà sinh năm 1939, sinh trú quán trên quê hương Vũ Cơ Quyết Tiến, Yên Nam, Hải Phòng, và xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, nơi gấp tiếng khóc chào đời. Cuộc sống tuổi thơ của bà trồng chành sóng nước, nước mắt trong cả cuộc đời, gánh chịu cảnh mồ côi cha mẹ như mái thuyền dập dềnh trên sông nước, lang thang đi ở làm thuê cấy mướn, kiếm cơm manh áo, sinh sống qua ngày, cơ cực chịu mỏi gầy những chiếc thiệt thòi. Qua những năm tháng ở đây, bà đã tìm được người bạn tâm hồn ý hợp, cùng chung sức gắn bó cuộc đời, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi các con ăn học trưởng thành người. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc Việt Nam, bà đã động viên người bạn đời thân thương nhất lên đường đánh Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ông đã cống hiến trọn đời và cả cuộc sống cho đất nước nở hoa độc lập. Bà đã nén đau thương vượt qua bao sóng gió gập ghềnh, hoàn thành nghĩa vụ của người công dân, xứng danh là người phụ nữ Việt Nam tinh hồn đảm đang. Bà khi nhà được nhiều người con, các con của bà đã trưởng thành, có mái ấm gia đình. Bà là người mẹ như cây cao bóng cả, công sinh thành giáo dưỡng cho cháu con. Bà sống với cuộc sống đạm bạc đầy ấm tình và trọn tình vẹn nghĩa với xóm làng, được mọi người kính trọng, kính yêu. Bà này ơi, tuổi thọ ngắn dài ai có thể biết được, có người ta sống nào rồi, bác mới nào về. Chuyện đau ốm chẳng chừa ai, sức của bà đã cùng cạn kiệt với căn bệnh hiểm nghèo. Dù đã được cháu con, anh chị em trong gia đình tận tình cứu chữa, nhưng không có kết quả. Bà đã đi nước quãng đường còn lại của cuộc đời, trở về với đất mẹ và mãi mãi đi xa. Chia tay cháu con, anh chị em trong gia đình cùng hàng hội và khuyến tập, hóa thân vào các cụ, bước vào cõi vắng thiên đô, vĩnh viễn ra đi quy dòng tiên tổ, đâu cũng là một cõi đi về.
và bình thản đón giờ tắt về thế giới bên kia vào hồi 23 giờ 5 phút ngày 8 tháng 12 năm 2007, hưởng thọ 68 tuổi. Bà này ơi, 68 năm qua đã quá nhiều về đâu sống đó, ước ngày vòng quanh thăm tan cắn, cơm út lúa răn tính việc người. Kính thưa hương hồn bà Vũ Thị Mạnh, mọi người có mặt trong buổi lễ tang bà hôm nay lần cuối cùng như vĩnh biệt bà, chúc bà yên lòng thanh thản ra đi để tâm hồn bà được tắm mát trong suối vàng yên giấc ngàn thu. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể lễ tang cùng giao quyến, trong giờ phút đau thương mất mát này, ban tổ chức lễ tang xin sẻ chia và cảm thông với sự mất mát không gì bù đắp được với tang gia. Mong gia quyến hãy nén thương đau, ổn định tư tưởng, tiếp tục lao động sản xuất và cống tác. Tin rằng mưa to chóng bao tạt, gió lớn chóng bao tan. Thay mặt ban lễ tang, tôi xin kính mời quý vị có mặt trong buổi lễ tang và Vũ Thị Mạnh hôm nay hãy dành riêng cho bà một mặc niệm bắt đầu. Xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên có ý kiến, xin kính mời. Kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã quyết định và kính thưa các cụ, các ông, các bà, nghĩa tình, thông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng, thưa bà con, cô bác, trong xóm, ngoài làng, người mẹ, người bà vô cùng yêu quý của anh chị em chúng tôi không còn nữa. Mẹ tôi đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 23 giờ 5 phút ngày 8 tháng 12 năm 2007, họ 68 tuổi. Khi mẹ tôi đau yếu, đã được các cơ quan, đoàn thể, anh em, con cháu, bà con, cô bác tới thăm hỏi động viên và chúc quà. Các cô, các chú cùng chúng cháu hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng, thuốc men, sau mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Trước công số mệnh do trời, được sự quan tâm của các vị lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ tang của mẹ tôi thật là long trọng và ấm áp tình người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em con cháu trong gia đình, cháu xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự quan tâm và nghĩa cử cao đẹp nặng tình của các quý khách và các bà con cô bác trong tang gia còn nhiều đúng không? Gia đình cháu xin được lượng thứ sau khi tiễn đưa mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng được chu đất, gia đình xin kính mời quý khách, bà con cô bác trở lại gia đình dùng bữa cơm thường để anh chị em chúng cháu được đảm đạt. Con chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi, núi cao chi vời vợi, sông ơi, sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa, nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết, mẹ buông
nơi đôi bên đời bao năm tháng đắm quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim ngon về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa bạn ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sẵn. Mẹ ở nơi nào? Con chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi núi cao chi vời vợi, sông ơi sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa. Nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh nặng bao năm tháng đã nặng quằn vai. Còn đâu lời mẹ than trách, mong đàn con thơ được khôn lớn bằng người. Tìm đâu lời ru hời êm mãi trong vòng tay thơm mẹ nâng đỡ một đời. Mẹ ơi lòng con quặn thắt chiều nay, này em cùng yêu thương nhau nhé. Này anh chị ơi xin gắn bó, mẹ xa khuất rồi, xa khuất rồi. Khúc hát xin kính dâng người, mẹ ơi. Năm tháng thương nhớ bên đời hôn nguôi. Khúc hát xin kính dâng người, tiếng khóc đau môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn xa đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi. Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa. Mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba.
có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng lời mẹ không hối hả. Vầng giá tuyết rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời, lời nào thương nhớ cho nguôi, những lời nồng nàn trong nỗi sẽ theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp cha cơ quan đoàn thể, mặt trận tổ quốc, bà con trong họ, trong xóm, ngoài làng, nội thân, ngoại nghĩa, họ hàng thông gia. Trong khói hương trang nghiêm và thành kính của những người có mặt và những người chưa kịp về bên mẹ, tiễn người về chốn thiên cung, hương trầm nghi ngút, nỗi lòng quặn đau. Trăm năm đi chọn cuộc đời,
hồn thiêng nay đã về nơi suối vàng. Trần gian là chuyến đò ngang, vĩnh hằng là chốn niết bàn thiên thu. Bụi trần rũ sạch mộng mơ, mẹ về tiên Phật nghìn thu ngậm cười. Giờ đã khép, chỉ còn nơi đây sương gió suốt đời con. Còn đâu nữa câu hát ru êm đềm, chợt thèm hơi ấm lòng mẹ thuở con thơ. Mẹ ơi, chúng con hứa với mẹ rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của mẹ. Đời mẹ đã thấm gió sương để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này ví tựa vì sao trên trời. Mẹ ơi, chúng con vụng chưa biết lẽ, trước lòng thành xin thắp những nén nhang. Hãy tin con đơn trước đơn trường, con nhớ mẹ xin khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi, dẫu chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu, nhưng khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, xin ngàn lạy mẹ rộng lòng tha thứ. Đời mẹ như cánh hạt vân du, thiên thu vĩnh biệt, đất trời cách ngăn. Ước mong được gặp mẹ một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Công người sinh dưỡng đó mới là hiền
ăn nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh dưỡng đó mới là hiền nhân, vì đâu ăn nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước.